Gắn bó với huyện miền núi Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, gần 17 năm, cô giáo dân tộc Mường, Hoàng Thị Đào và chồng đã cùng nhau vun đắp con chữ ở nơi đây. Đi qua khó khăn vất vả, vợ chồng cô đã cùng các đồng nghiệp tạo nên ngôi nhà thân thương cho học sinh miền núi. Cô Hoàng Thị Đào, sinh năm 1982, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Về Yên Lập, cô được phân công công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Yên Lập và giảng dạy môn giáo dục công dân. Chồng cô cũng là một đồng nghiệp dạy trường trung học phổ thông trên địa bàn. Cũng như nhiều thầy, cô giáo ở trường, cô Đào luôn ở bên học sinh của mình khi các em gặp khó khăn. Do là trường dân tộc nội trú nên các em sống xa nhà, nơi đây vừa nhà trường cũng vừa là nhà. Khi học sinh bất ngờ bị ốm không thể gọi bố mẹ xuống chăm sóc, cô là người đưa các em đi viện, ở lại viện cùng các em. Đặc biệt trong thời kỳ cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19, có khi cả tháng các em ở lại trường cùng thầy cô. Tóc các em mọc dài, thầy cô là người thợ cắt tóc bất đắc dĩ cho các em. Rồi lục nồi ngô, nồi khoai vào những buổi cuối tuần cô cho cùng ăn, cùng trò chuyện để các em bớt nhớ nhà. Trong những giờ tự học, đối với một số em nhận thức chậm, cô Đào trực tiếp giảng lại kiến thức, ôn bài cùng các em, rồi nhờ những bạn học khá trong lớp, những anh chị lớp trên chỉ bảo cho các em lớp dưới. Nhiều em có những khúc mắc trong lòng mà hậm hực nhau cũng nhờ cô tháo gỡ. Rồi có khi cô thay mẹ, thay chị đi mua cho các em những đồ dùng cá nhân cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Cô Đào may mắn có chồng là đồng nghiệp, đồng hành, hỗ trợ nhau về công việc, chia sẻ nỗi buồn, khó khăn và những niềm vui trong cuộc sống, nhất là trong giảng dạy. Cũng có những lúc cả hai vợ chồng đều ở trường nên thời gian dành cho gia đình ít hơn. Tuy nhiên, vợ chồng cô Đào luôn coi học sinh như con, sẵn sàng dành thời gian cho các em. Với những cống hiến không ngừng suốt 17 năm qua, cô Hoàng Thị Đào không chỉ cùng các đồng nghiệp của mình nâng cao chất lượng dạy và học mà còn mang đến những nguồn động viên cho học sinh và nhà trường. Đó là kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia từ năm 2020 đến nay đứng thứ 2 trên 36 trường công lập toàn tỉnh. Cô Đào cũng mang về bảng thành tích là 33 học sinh giỏi cấp tỉnh môn giáo dục công dân. Riêng bản thân cô đã có 5 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lập, của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ. Vinh dự hơn nữa, trong năm học 2022 đến 2023, cô được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho những cống hiến vì ngành giáo dục nước nhà.